Rồi, kính xin chào các bác. Thì nay em mua một cái màn hình của con G8 thôi ạ. Thì cái màn hình lần trước ấy em mua nó đã bị hỏng rồi, không dùng được. Cho nên vẫn phải mua một cái màn hình khác để mà thay thế. Đây. Và lần này thì mua thì phải bóc hộp thôi. Để quay lại cái clip không thì không may mà có vấn đề gì thì khó nói lắm. Đây. Và cái bọc rất là kỹ luôn đấy. Ủa, còn gì nữa? À, không có gì nữa. Đây là cái gì? Không có gì luôn. Ok, không có gì nữa các bạn. Thì đây là cái màn hình của cái con LG G8. Em vẫn đang thấy có. Thì cái màn hình này em nhờ bác cái bóc từ con máy cũ ra. Thì thấy nó vẫn còn hơi keo keo đây này. Thôi rồi, cái này thì không quan trọng, tí nữa vệ sinh sau. Còn bây giờ sẽ thử lắp vào xem là nó có lên không. Rồi, thì đây là cái khung của em này. Lắp tạm mà thôi. Gá tạm chưa có gắn keo gì cả. Ok. Đấy thì bỏ đây. Rồi. Gắn cái mên vào. Gắn cái ấy trước các bạn. Đây là một cái cụm chân sạc. Phải gắn trước cái bên này, không thì nó lỗi. Rồi, ok, thì giờ mình gắn lên. Ở cái camera trước này thì thôi, chưa cần gắn. Xem là cái màn hình này có lên không thôi. Thì sẽ lắp cái cáp màn hình vào này. Thì cái cáp này em thấy nó cũng còn khá là mới, hình như cũng là bóc từ đâu ra nhưng mà còn khá là mới. Rồi, sẽ lắp cái cáp vào trước. Ok, lắp cái pin. Đó, đã xong. Bật nguồn lên xem nào. Hết pin. Pin sao các bạn? Cái từ cơ bản là cái này nó để lâu quá rồi, không biết là hết pin hay chưa. Cắm sạc xem nào. À rồi, lên rồi. Đấy thì thấy cái biểu tượng pin rồi. Vẫn lên mà. Sao bật nguồn không lên nhỉ? Hay phím nguồn thì có lỗi à? À rồi, lên rồi. Đấy, cái màn hình nó ngon thì cắm phát nó lên luôn. Thì bây giờ cái camera của em nó bị tự nhiên nó bị ngắt cho nên lại phải bấm quay lại. Thì bây giờ là cái màn hình đã lên hình như này rồi thì sẽ test được cái xem là cái cảm ứng nó có ok không các bạn. Sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao 8 20 thăng. Đây là cái lệnh của con G8 Hàn nhé. Quan trọng là cái cảm ứng ấy. Mua màn hình ấy, thì các bác chú ý là test xem cảm ứng nó có sao không. Đấy, quan trọng là mỗi thế thôi. Chứ còn nó cảm ứng nó bị có vấn đề là không được. Rồi ok. Như này là em thấy là cảm ứng ok rồi. Rồi các bạn, ngon, không vấn đề gì. Thế thì mua cái màn hình để các bác thay, các bác chỉ cần test xem màn hình nó lên bình thường hay không, có điểm chết nào không, có bị loang mực hay không và cái cảm ứng nó ok là được. Lên bình thường là được. Đấy. Còn cái quá trình mà lắp lại thì các bác chú ý nhé. Cái đây em có một khung nữa đây. Tại vì cái viền ấy, cái viền của cái màn hình ấy nó rất là mỏng. Nó mỏng so với cái phần hiển thị. Chứ các bác chú ý là check cái phần keo nó ít rồi thôi nhé. Ít ở phần rìa rìa này thôi. Check càng ít càng tốt. Không phải check càng ít tốt mà nó check càng mỏng càng tốt. Nó không bị lấn vào bên trong ấy, không bị chảy keo vào cái màn hình ấy. Và sau khi các bác check keo xong thì các bác
hiện cái màn hình vào, và các bác lấy chun ấy, lấy dây chun dây nịt ấy, các bác quấn xung quanh và để trong vòng tầm 2-3 tiếng gì đấy cho nó cho ăn, cho nó khô là được. Thế là xong thôi. Thì cái công đoạn đấy nó cũng khá là dài dòng, em không muốn làm clip nữa và chỉ là cái test xem là màn hình nó lên ok là được. Thế còn cái việc lắp vào thì em như em vừa nói đấy, các bác cũng làm cũng dễ thôi. Rồi ok, chào các bác.